thuốc nhỏ mắt Vimax với Ligali Glycyrrhizinate và Polio chiết xuất từ dược thảo, làm giảm các chứng khó chịu và phòng tránh bệnh đau mắt. Có Vimax chăm sóc đôi mắt mỗi ngày, cho cuộc sống vui tươi hơn, hứng khởi hơn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.